Hello chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ xử lý với các bạn về cái cách khắc phục cái lỗi mà các bạn không in được và máy báo lỗi là E1000000 gì đó, được chưa? Đó là các bạn liên quan đến hộp quang các bạn. Đó, hộp quang. Thì cái lỗi này ấy, thì trước mình đã nói rất là nhiều rồi, mình cũng nói rất nhiều trên kênh của mình, video của mình rồi đó các bạn. Là làm sao, có nghĩa là nó liên quan đến hộp quang. Thứ nhất là motor quang không quay, hoặc là do main quang hay là main laser hoặc trên quang các kiểu đó là nó không quay, hoặc nó không phóng được tia laser các kiểu. Nói chung là nó liên quan đến cái bộ quang, được chưa? Thì đây là ở bên trong, đây là hộp quang. Các bạn không biết là hộp quang này, đây quang này, đây là dàn quang này, đây là scan này. Đấy. Nó bị lỗi, đó là nó sẽ sinh ra khi các bạn bật máy ấy, bật máy lên ấy, là nó chỉ khởi động nó khởi động lần đầu thôi. Sau khi các bạn mở nắp máy ra, đóng nắp máy lại mà nó không khởi động nữa, được chưa? Và khi bạn test bản in nó lỗi E1000, được chưa? Là nó ở cái trường hợp này ấy, và cũng có mình gặp khá nhiều trường hợp rồi, là con kiến nó hay chui vào cái dàn quang ở bên trong này các bạn. Đấy, con kiến nó chui vào bên trong quang này này. Đấy, mình vừa vệ sinh nhiều ạ. Nó chui vào bên trong này này, và nó chui vào những lỗ bên này này. Đấy, lỗ bên này có một cái lỗ, bây giờ trong này nó vẫn có này. Đấy, nó chập. Đấy, các bạn thấy chưa? Đó, đây lại ra này, đây lại ra này, đây nó vào trong đẻ trứng này. Đó, các bạn vệ sinh đi hay không, thường là nếu mà nó ảnh hưởng nghiêm trọng quá như nó, chúng ta có thể là chúng ta thử phương pháp thay thế, được không? Đây này là con kiến này. Lúc nãy vào đây cực kỳ nhiều luôn các bạn, cả một tổ ở trong này luôn. Đó, gần đến hàng ngàn con kiến. Đó, nó rất là nguy hiểm. Đó, cho nên là anh em cần phải chú ý nhá. Đó, chú ý. Và bật máy lên là nó chỉ khởi động lúc đầu thôi, và nó không khởi động nữa. Và sau đó nó sẽ báo lỗi E10000000. Đó là cái vấn đề gặp phải ở dàn quang. Đa số là nếu mà các bạn ở dòng bộ quang này ấy, thì nó sẽ không khởi động khi các bạn mở nắp máy lên. Nó chỉ khởi động lần đầu tiên thôi, nó chỉ khởi động máy thôi. Và các bạn để ý xem, motor quang nó không quay. Các bạn xem cái video test này của mình này, motor quang nó không quay, nó đứng im. Còn trong trường hợp video test này ấy, là motor quang là nó có quay, thì các bạn nghe thấy tiếng nó, motor nó quay không ạ? Đó, nó hoạt động. Và cũng một trường hợp nữa, đối với anh em bảo là tự dưng lắp vào và tháo vào thì nó không chạy được, thì nó cũng có thể là nó nguyên nhân là các bạn chưa cắm cái dây motor quang, được chưa? Đó. Còn đối với một số trường hợp đen thui ấy, thì nó cũng có thể là liên quan đến quang, thì các bạn này cái này bạn test nhé. Đó. Còn ECU là làm sao? Còn đối với trường hợp ECU ấy, ECU đây là cái vỉ ECU của cái máy. Đối với trường hợp mà nó lỗi ECU ấy, là khi các bạn khởi động lên, hoặc là do máy của chúng ta có thể là có một số vấn đề liên quan đến cái nguồn. Có trường hợp bật lên các bạn nguồn nó nháy, nguồn đèn xanh ấy, hoặc là nó nguồn chạy không ổn định, hoặc là nó cũng một số trường hợp nó cũng khả năng liên quan đến nguồn, đến việc là đen thui. Đó. Thì cái này các bạn sẽ kiểm tra, đối với trường hợp các bạn kiểm tra được thì kiểm tra, không được kiểm tra bạn thay thế. Còn đối với trường hợp mà nó xảy ra, nó cũng có thể là liên quan đến tụ nguồn hoặc là phép của cái vỉ ECU. Hoặc là một số trường hợp nữa là nó do cái tiếp mát ở xương máy, tiếp mát ở xương máy các kiểu nữa, ở hộp mực các trích. Đó, tiếp mát thì các bạn xem nó có chuẩn hay tiếp mát có ok chưa. Đó, nó có thể là tiếp mát là nó như nào, có nghĩa là đây là cái bên nguồn của máy in nhỉ. Đó, nó sẽ tiếp mát ở đâu, nó phải để tiếp mát ở xương máy các kiểu. Được chưa? Xương máy hộp mực, phía hộp mực nó không tiếp mát được, nó cũng không sinh ra cái hiện tượng lỗi. Được chưa? Nó cái này các bạn cũng phải kiểm tra. Đấy, kiểm tra kỹ, nhưng mà đa số trường hợp nếu mà bị dính ở ECU thì nó hay xảy ra cái tình trạng mà nó đèn nó chập chờn. Cái này nhiều vấn đề lắm, các bạn phải kiểm tra trực tiếp mới được. Đây là nguồn này, đây là các tiếp mát của nguồn này. Đó. Tiếp mát của trục sạc, tiếp mát của ở đây này, ở đây cũng có một cái dòng máy in của nó đang bị lỗi các bạn. Nó đang bị lỗi về đen trắng tinh thì nó liên quan đến bộ cao áp. Cao áp thì nó có cao áp đen thui và cao áp trắng tinh. Cao áp đen thui là cao áp trắng tinh là thế nào nhiều bạn cũng hiểu. Các bạn xem ở đây là cái hộp mực, các bạn. Đây là cái hộp mực. Cái hộp mực này nó sẽ tiếp giáp ở đây là một cái bộ nó tiếp giáp ở cái chỗ này này. Đấy, nó tiếp mát. Đó, tiếp mát ở trống này. Đấy. Cao áp đen thui là thế nào? Khi các bạn đặt một cái main nguồn như này ấy, phải không? Cái này nó có thể là nó xuống dưới như này, cái một ca trích nó xuống như này, các bạn thấy chưa? Ví dụ như nó xuống như này, thì nếu mà các bạn phải xem, ví dụ như nó dính phải cái lỗi cao áp ở trong cái này, đây này, nếu mà nó dính ở lỗi ở cao áp của trục cao su thì nó sẽ sinh ra màn in đen thui chẳng hạn. Hoặc là có thể là liên quan đến cái trục cao su nó bị lỗi chẳng hạn. Đó. Nếu mà nó liên quan đến cao áp của bên bộ từ này nó không hút được mực chẳng hạn, thì nó sẽ sinh ra bản in trắng tinh thôi. Đồng nghĩa với việc mọi khi các bạn bảo là các bạn rút cái lò xo ở bên trong cái trục cao su ấy, trục hút mực ấy, thì nó sẽ sinh ra bản in trắng tinh chẳng hạn. Đó cũng là một trong trường hợp cộng bị mất cao áp. Đấy, phải không ạ? Áp dụng vào trong trường hợp này, chúng ta đặt một cái main như này, đây là cái main nguồn nó đặt như này này. Đấy, thấy chưa? Main nguồn nó đặt như này, phải không ạ? Đặt như này, bây giờ chúng ta sẽ đặt cái hộp mực đúng với cái main nguồn đó. Hộp mực nó sẽ đặt xuống như này. Đấy, và các bạn so, nếu mà nó bị trắng tinh thì nó sẽ liên quan đến cao áp nào? Nó sẽ liên quan đến cao áp ở bên trên phải không ạ? Nó sẽ liên quan đến trục nó hút mực. Đó, thì nó sẽ liên quan đến cao áp. Đa số là đây là con biến áp này, biến áp to, biến áp nhỏ, mà nó cũng có thể là liên quan đến các con biến áp con áp 3 chân nữa. Được ạ? Đó, các bạn cứ đo kiểm tra, nó liên quan đến loanh quanh mấy con này thôi. Đấy, tháo ra mà chạy. Còn đối với trường hợp mà không tháo được ấy, thì các bạn thấy chủ công tác thay thế. Đó là cái đối với cái dòng máy in, cái này nó chỉ xảy ra rất là nhiều các bạn. Đó, mấy cái lỗi này. Đó, đây là cũng là một trong cái main nguồn. Đó. Main nguồn. Đó, khi các bạn so, thực ra nếu mà các bạn không hiểu gì về cái nguyên lý của máy in đấy, đầu tiên đấy, các bạn sẽ làm cái phương pháp như nào? Có nghĩa là chúng ta sẽ giả sử các bạn có một cái máy in mà nó đang chạy ngon, sau đó các bạn lấy về mổ xẻ ra. Các bạn muốn học nhanh ấy, thì các bạn phải rút. Đầu tiên là các bạn có thể là rút cái nguồn ra, hoặc là các bạn rút cái dây cắm nguồn ra, hoặc là các bạn rút cái dây ECU ra, hoặc là các bạn rút cái dây cấp nguồn cho bên hộp quang ra. Đấy thì nó xem ra rối gì. Hoặc là các bạn làm mất điện ở cái trục cấp áp đi, để ra. Đó, cấp áp của trục sạc đi, thì nó xem có lỗi gì, nó trắng tinh hay là nó đen thui các kiểu. Sau đó các bạn sẽ áp vào thực tế thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn, các bạn hiểu chưa? Đó, các bạn đôi lúc anh em cần phải chú ý, nếu mà các bạn không biết lỗi gì ấy, thì sau khi đó các bạn có thể là biết được cái máy in của chúng ta lỗi gì luôn, được chưa? Đó, Đó là những trường hợp mà áp dụng cho những anh em nghiệp dư ấy. Đó, để các bạn rõ hơn. Đó, trong trường hợp này nó bị trắng tinh, có con máy kia nó đang bị bản in trắng tinh các bạn, in nó không ra chữ gì cả. Cái này mình hướng dẫn rất nhiều rồi. Bây giờ mình cho một cái máy cầm in, mình cho một cái hộp mực vào. Đấy, mình chỉ cần test một cái là mình có thể biết được cái máy in này nó mình sẽ bật máy lên. Đây là mình in mặt dưới này nhé. Bây giờ mình sẽ bật cái máy in này, cái tính này lên. Bây giờ mình sẽ in một trang này. Đấy. Đây là nó sẽ từng cái driver khác nhau thì nó sẽ sinh ra cái dấu copy một này, một trang này, mình in test này. Rồi nó vẫn xuất lệnh in bình thường mà, cái này nó xuất lệnh in bình thường. Đấy, in ra nó bị trắng tinh. Cái này bị trắng tinh thì các bạn có thể xem kỹ cho mình. In một tờ nữa. Đấy, nó cứ bị trắng tinh tờ giấy này. Khi mà nó in trắng tinh tờ giấy ấy các bạn, nếu mà bị lỗi trắng tinh tờ giấy ấy thì các bạn sẽ xem cho mình, thứ nhất là nó có tiếp máp ở cái trục cao su bên này không, nó ở bên cái tiếp máp ở bên cụm trống ấy, ở bên các bạn xem nó tiếp mát ở bên cái xương máy ấy, xem nó có cái con bọ hay là con giãn gì không, hay là con kiến gì không. Đấy, ở bên này nó có mấy cái tiếp mát đấy bạn thấy này, đây tiếp mát này, đây gọi tiếp mát đó, đây tiếp mát này. Đấy, đó tiếp mát ở đây nó có tiếp mát trống, đấy, tiếp mát trục cao su, tiếp mát trục từ nó hút mực. Thường là trống thì chúng ta có điện tích của nó chính là âm 600 ohm, âm 600 ohm thì nó sẽ hút được kìa. Đó, nó sẽ hút ghim ảnh ghim mực lên trống các kiểu. Đó, thì các bạn xem rõ ở đây nó có tiếp mát. Đôi lúc trường hợp ấy có thể là nó bị oxy hóa, nếu bạn ở máy của bạn trong môi trường ẩm ướt đấy thì nó không tiếp xúc được với cái mặt mên của máy ấy, cái mặt mên ở bên này ấy, thì nó sẽ sinh ra cái hiện tượng nó kiểu thế. Thì dạ, còn là do bị dán chập chết ở trong kia. Thì dạ, đó, hoặc là do dán vô tình dán chạy qua, hoặc là bị máy lò xo nó đè, hay là bị đè nó chết ở trên đó. Thì dạ, trường hợp đó cũng có, nhưng mà hy hữu các bạn. Đó, đa số là trường hợp mà dán nó, còn một số trường hợp này. Đó, thực ra cái bệnh về các con vật mà dán nó dính ở đây nó cũng có đấy các bạn. Thì dạ, nó có, nhưng mà đa số là hình như là nó bị chập hay sao, chập điện hay sao các bạn. Đó, nó chập điện nó chết ở đó. Còn một số trường hợp mà nó bị lỗi khác, ví dụ như cái kiến chui vào giàn quang ấy, thì mình gặp rất là nhiều các bạn. Không hiểu vì sao thì chắc là do điều kiện môi trường hay như nào đó thì dán chui vào giàn quang. Máy vẫn sử dụng bình thường thôi, hàng ngày vẫn sử dụng bình thường, nhưng mà vẫn bị dính. Mình dính khoảng rất là nhiều, cũng khá nhiều trường hợp rồi các bạn, liên quan đến giàn quang. Đó, đó là cái vấn đề các bạn. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video và chúc các bạn thành công. Tí nữa mình sẽ đưa ra video fix về cái lỗi này. Thực ra fix về cái lỗi bản in trắng tinh ấy, thì nó cũng chỉ là liên quan đến các bộ phận bên nguồn và bộ phận tiếp giáp xương máy của cái hộp mực ấy. Dạ, với xương máy, với cái bên nguồn nó thì dạ, nếu mà các bạn kiểm tra cái đó ký rồi và ok mà vẫn chưa được ấy, thì thứ nhất là các bạn test một cái bên nguồn khác. Được dạ, đó, nếu mà test ok, nếu mà bên nguồn thay vào nó chạy ok thì nó liên quan đến các con biến áp ở trên bên đó, thì các bạn sẽ kiểm tra các con biến áp đó. Đó là cái vấn đề cho các bạn để các bạn fix được cái lỗi của dòng máy in Canon 2009, và các dòng máy in khác thì các bạn cũng có thể làm tương tự. Và cảm ơn các bạn đã xem video và chúc các bạn thành công và hẹn lại các bạn ở những video lần sau.